khi chúng ta ăn một thực phẩm nào đó thì rất muốn làm sao để giữ lại được tất cả dưỡng chất như ban đầu. Vì vậy có nên rang hạt óc chó không? Hạt óc chó ăn sống hay chín? Và nếu rang được thì cách rang hạt óc chó như thế nào để giữ được giá trị dinh dưỡng mà vẫn thơm ngon? Video sau đây sẽ giải đáp những điều mà bạn thắc mắc hạt óc chó ăn sống hay chín sẽ tốt hơn. Bạn thường nhìn thấy trong siêu thị có bán những hạt óc chó được rang nhưng rất ít nơi bán hạt óc chó sống điều này gây nên thắc mắc cho bạn là có thể ăn hạt óc chó sống được không hạt óc chó ăn sống hay chín hạt óc chó ăn sống hay chín đều được việc ăn hạt óc chó sống có thể giữ được tối đa dưỡng chất từ hạt vì trong quá trình rang hạt óc chó hoặc nướng có thể làm mất ít nhiều dưỡng chất trong hạt nếu nói đến hương vị ăn hạt óc chó sống hay chín đều có hương vị béo béo nhưng thanh dịu bạn có thể cảm nhận thấy có vị đắng do lớp lụa quanh nó một khó khăn khi ăn hạt óc chó sống là rất khó bóc vỏ ăn sẽ nhanh ngắn hơn. Nếu so sánh hương vị của hạt óc chó ăn sống hay chín ngon hơn thì chắc chắn là hạt đã qua quá trình rang. Hương vị của hạt óc chó sẽ thơm ngon, giòn hơn, vị đắng cũng giảm đi, có thể nói rằng giữ việc hạt óc chó ăn sống hay chín không có sự khác biệt nhiều về giá trị chúng mang lại. Rang các loại hạt sẽ làm thay đổi cấu trúc và thành phần hóa học của chúng. Cụ thể ta có thể thấy khi rang các loại hạt là màu sắc thay đổi và độ ẩm giảm xuống. Lượng calo khi rang hạt óc chó cũng như các loại hạt khác cũng tăng lên nhưng không quá nhiều. Còn lại về cắp và protein không có sự khác nhau mấy giữa hạt óc chó ăn sống hay chín. Nếu bạn phân vân có nên rang hạt óc chó không thì có thể tham khảo một số cách chế biến khác. Mặc dù hạt óc chó ăn sống hay chín đều được, nhưng cách sử dụng hạt óc chó hiệu quả nhất là bạn nên ngâm hạt óc chó qua đêm. Ngâm khoảng 2-4 tiếng trong một cốc nước và có thể uống vào sáng hôm sau. Nếu được ngâm thì nó sẽ được tiêu hóa, hấp thụ tốt hơn so với hạt óc chó ăn sống hay chín thông thường, vậy có nên rang hạt óc chó không? Hạt óc chó từ lâu được biết đến là một loại hạt rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe não bộ. Hạt óc chó ăn sống hay chín đều rất giàu dưỡng chất kể đến như chất xơ, carbohydrate, protein và sắt. Đây đều là những chất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta nhưng có nhiều thắc mắc cho rằng có nên rang hạt óc chó không vì họ sợ rằng khi rang sẽ ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của chúng rang có thể được hiểu là sử dụng nhiệt khô để nấu làm chín thực phẩm rang hạt óc chó cũng như hầu hết các loại hạt đều được rang mà không có vỏ trừ hạt rẻ cười mặc dù hương vị thơm ngon giòn giòn sau khi rang hạt óc chó làm thu hút chúng ta nhưng phải thừa nhận rằng dù bạn chỉ có những tác động nhỏ thì lợi ích của hạt óc chó ăn vẫn sẽ mất đi một số lượng nào đó trong hạt óc chó chứa phần lớn là chất béo lành mạnh là chất béo không bão hòa đơn và đa đây là những chất góp công lớn trong việc giảm cholesterol trong máu và tăng khả năng chống lại những bệnh về tim mạch những chất này có thể bị hư hỏng và oxy hóa do rang hạt óc chó không đúng cách cụ thể là rang với nhiệt độ quá cao trong thời gian quá lâu, lưu ý khi rang hạt óc chó, nếu bạn chưa bao giờ rang hạt óc chó hoặc muốn hạt óc chó ăn sống hay chín đều giàu chất sinh dưỡng như nhau nên thêm những lưu ý sau vào công thức nấu ăn của bạn nhé. Có hai phương pháp để rang, rang không dầu. Các loại hạt có thể được rang trong lò hoặc trên chảo. Rang hạt óc chó bằng dầu tương tự như trên nhưng có thêm dầu, ngoài hai phương pháp này. Có thể rang hạt óc chó bằng lò vi sóng hoặc nồi chiên không dầu, dù bạn có sử dụng phương pháp nào thì đều cần phải lưu ý đến nhiệt độ và thời gian nướng tránh hạt bị cháy hoặc làm mất nhiều chất trong hạt.